ulti kích hoạt đến từ cái tên Hammer và giờ đi đẩy vào bắn nhau. Redgar có một kết thúc được lép rồi, liên tục với không có mạng từ Redgar. Alphard lấy mạng sống cá thành công và giờ một mạng cho tùy gì, double kill là có với tình huống popping swing. Giờ chỉ còn lại bộ đôi Nash cũng như là CS mà thôi, và còn một cái thủy kiên. Đây là điều mà chúng ta sẽ phải đề cập tới, một cái thủy kiên vẫn còn và Alphard cũng đã lốc được vị trí đối phương rồi. Một tình huống bắn thẳng vào đầu nhưng đó là đầu gối, nhưng đây là tình huống đã trông rất giống một ông anh của tôi. Spy sẽ được cỡ thành công tới từ 3G. Đang tràn vào side B, đẩy ra bắn nhau luôn. Một mạng cho vị trí của anh chàng Kawazin, double kill. CF hạ gục được lên, nhưng Soulcard ở đây cũng nằm xuống luôn. Triple kill Kawazin không có... Được, đã được sử dụng rồi. Lại là một phiên họp nữa chưa tới những vị trí của JMB. Chúng tôi đề cập tới Redgar là một key player bên phía của team Liquid. Thành bại trong trận thi đấu này được hoàn toàn là Redgar. Kéo quá đi thôi, 3G ơi. Anh sẽ xử lý ở khu vực screen và khiến cho các thành viên bên phía của Liquid không thể tìm được mình. Triple kill cho Les. Ở đây thì sao, nát đi rồi. Kawazin với những con chim của mình thực sự là quá hay, và ở đây lắc ra bắn nhau. Một mạng duy nhất sâu cắt, top một kill vị trí sâu cắt. Trong sai còn một người và đó là CF chết chay. Sâu cắt về được đến CT cũng nằm xuống luôn, khi đó là triple kill Kawazin. Chỉ còn lại một mình Jappy. Một mạng cho Jappy, phi vào họng súng của Tweezy, bắn yếu được Tweezy luôn. Nhưng anh ta vượt qua được vị trí của Kawazin và giờ chỉ còn là một tình huống 1v1. Ai sẽ là người có mạng đây, và đó là Jappy với triple kill. Bỏ ra luôn từ sâu cát, tình huống xử lý hay. Bắt tới đi sát hách và đó sẽ là cái chết của CS làm 3. Họ sẽ phải vượt qua Tweezy trước đã. Một mạng là có Tweezy, double kill, triple kill Tweezy. Thậm chí là Soulcard sẽ không chỉ người vội hơn rồi, sẽ là rồi. Những người về nước. Sinh tô xích ở ngoài kia, em có nghe những lời anh nói hay không? Adios. Thành viên và Mankin đổi một double kill dành cho vị trí Mankin. Họ đang ép sạch đối phương khu vực spawn, triple kill dành cho Mankin, cản đối phương ra ngoài chơi. Có cầm chân đến từ Killjoy của tấn công, nhưng Sayap về bắt được Berlin, đang cố gắng gỡ đó Zeta. Còn Mankin đổi đôi, Mankin đổi ba, AEY bây giờ mới có được một thì... Và thực sự là khó để bị băng qua cái lớp tường này. Triple kill dành cho Lee Sua, và thậm chí là Berlin cũng ra đi luôn. Double kill cho Yukao, triple kill thuộc về Yukao. Yukao đã sửa sai, đưa về tình huống đó là hơn người. Sanya player cũng làm 3, cả hai đặc vụ rank đều đang điên rồi. Nhưng Sanya player cũng chỉ còn lại 11 HP mà thôi. Trong pha thi đấu 2 đấu 2 này thì chúng ta thấy là cái phạm vi của Sanya và Zeta đang là quá xa nhau. Cố gắng post plan đến từ Zeta, Yukao đang tìm kiếm cái A của mình. Và Zeta đang ở tầm gần với Yukao, không đọc được điều này. Một đầu một, Zeta đối đầu với Niza và Niza không quan tâm lắm. Ôi, nhưng viên đạn đó có đủ độ chính xác cần thiết về phía phòng thủ. Nhưng lần này thì Zeta có thể sẽ kết thúc được Berlin, và đúng là như vậy. Thậm chí là double kill dành cho Zeta. Yukao đổi một thì mệt đến từ Gabi thêm lần nữa, nhưng Niza tận dụng tốt chẳng loạt đến từ người đồng đội. Một đổi một, AY bị quay trong sai, triple kill dành cho Zeta. Và đây sẽ là một anh chỉ cần bắt được một người ở bên ngoài sẽ đẩy vào để kia đổi mạng anh ta ngay. Đã có một trận đến từ Niza, AY kịp thời lên tiếng và Niza biết có người gần thôi. Không cần khi mà AY đã bắt người đồng đội đang phải gánh cái sai lầm của Yukao ở trong round này. Cụ thể đó là AY, và AY bắt được một nhưng bàn lại đổi mạng được Lee Soa, và một vs một lần này thì rất có thua đến từ vị trí bàn. AY đã quá nỗ lực nhưng như vậy là không đủ để giúp các thành viên của FPX có được con số 4 ngay vào thi đấu này. Tập 2 và vị trí Zeta thì lại bắt được Berlin. 3 đấu 3, người ở trong side đó đi ra nằm xuống, Yukao không còn được chơi game nữa. Cái này không đầy, Saya player tự tì đạo cũng được một mạng và ban không thể cover thành công, nhưng tự tay Saya player làm hết. Berlin ở bên trong bonsai bây giờ chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa rồi. Người đồng đội nằm xuống liên tục, và chiêu cuối được đầu tư đến từ Munchkin để lấy thông tin có thêm cả Thrash. Nhưng Yukao đang bị tạo ơi, quá nhiều áp lực, và nhưng Yukao đi thẳng vào cái bẫy của đối phương. Rất khó là Yukao, và Saya player lại lên tiếng thêm lần nữa. Và một tình huống vẫn chiếm được la mà không vào được sai, cứ thế mà thôi. Nỗ lực đến từ chiếc Lee Soa và đồng đội đang muốn quay đầu trở lại khu vực bonsai B, nhưng ở bên trong khu vực này nó là một cầu chết nên sủi đến thành viên bên phía FNC hơn.
quay trở lại đánh A ở lượt thứ hai. Và Lisoa sẽ là một tiền đề dành cho những người đồng đội của mình. Lisoa thoát chết trong đợt đạn đầu tiên. Munchkin vẫn còn đó và Lisoa liệu sẽ có thể vượt qua đối phương hay không đây? Đó tiếp tục làm điểm kill dành cho Lisoa. Triple kill, quad kill dành cho Lisoa. Và Capi đang phải cố gắng cầu giờ cho những người đồng đội của mình. Cố gắng đẩy qua Thảo Minh, bắn rất hay đến từ Capi. Double kill dành cho vị trí Capi. Capi đang bị cô lập, Yui Cao đẩy vào rất dũng mãnh trên tay ta là một cầu shotty. Và bắt được Capi thì đổi lại tất ba mạng. Và có thêm một điểm kill dành cho AY nhưng đó là tất cả những gì MVS có thể làm được. Cơ hội là không còn. Vâng, một lối chơi có thể nói là rất thẳng thắn đến tất cả hai đội hình. Triple kill cho Hồ Đông. Ngay đó 60 máu đến từ vị trí của Đào Vay. 57 AP Hồ Đông nhưng thời gian quá gần rồi. Và bây giờ thì Đào Vay sẽ phải bò vào chắc chắn. Nhưng thắng rồi. Về break thắng rồi nhưng quạt kill cho Hồ Đông để đưa anh ta tới cái chiều cuối. Trốn. Nhưng Chi Chu bị phát hiện rồi thôi xong ăn cả stun đang bay vào. Nhưng Dinh nằm xuống một tiếng pick đến từ Chi Chu. Hai mạng Chi Chu rồi. Có thêm một người nữa đứng trong quả stop. Ba mạng Chi Chu. Fabric không thể nào hồi phục lại được. Đẩy ra tiêu cục cho Trinh. Thêm những mạng nữa nhưng nó là dành ở bên phía đội Fabric. Hào Đông có một. Hào Đông có thể có nhiều hơn nhưng ta bị ăn cùng bởi vị trí của Fabric rồi. Càng càng có ông Predator. Nhưng một đấu ba càng càng tin đến cái lưng của Something. Càng càng không thể làm được nhiều hơn vì Fabric liên bên với Fabric biết. Và bây giờ thì hãy cùng xem gia đình viên bên với Fabric làm sao để vô hóa 4.700 đô đây khi mà Something đã bị hạ gục, có bão vũ cuồng phong trên người. Càng càng vẫn có thể làm được nhưng máu càng càng yếu quá. Bây giờ anh ta giao là phải vào mồm luôn, bay thẳng đến tầng 2. Right click là không được chinh. Triple kill càng càng nhưng My Freak làm đôi. Ôi không, không phải là Payback mà đó là vị trí của EDG. Một tình rớt vào khu vực A hộn nhanh, muốn vào chơi với Davai. Nhưng Davai bảo là đến là đón luôn hai cái đầu rồi. Chỉ dù bị gặt, Dinh nằm xuống với ba mạng ở trên bảng đếm số. Đang muốn retake với chiều cuối đến 4 second. Càng càng có dao, càng càng one tap 4 second. Anh ta vẫn còn rất nhiều kỹ năng. Nhìn thấy người đi vào combo kill càng càng 12 map. Anh ta có thể có nhiều hơn. Nhìn thấy Trinh hay chưa đây, không còn up grab nữa. Nhưng vẫn còn cú lướt nên càng càng lao thẳng ra triple kill cho càng càng. Dinh một thân một mình, không thể làm được chiến thắng thứ 6 của Edward Gaming. Bắt vào Chi Chu lắm rồi, bắt vào chộp đầu rồi kìa. Chi Chu một máu mà Chi Chu không làm được gì cả. Nhưng Đà Vai bị bắt bởi nobody. Something vẫn còn sống. Và Something ơi, sau quả smoke này có người. Something vẫn kịp đổi một chiếc nằm xuống. Firebrick bắt đi một cái đầu và Dinh cũng tê. Chỉ có một mình càng càng và goodbye càng càng. 13-7 dành cho Firebrick. Và sẽ là tiếng công kê sau bằng cơm. Anti-flat đến càng càng nhưng Forsaken làm hết rồi. Chỉ còn có đó là Hào Đồng của Smokey mà thôi. Hào Đồng bị bắn Smokey thì có vẻ đã đủ vị trí. Và bây giờ Smokey đối đầu với Forsaken. Smokey nằm xuống rồi, ba mạng dành cho Forsaken. Hiện tượng cuộc đấu liên tiếp, Trinh lại có mạng người Đà Vai hỗ trợ cho Trinh lấy điểm vào cục một càng càng đẩy thẳng lên trường cuối. Trinh còn flash, đối phương mất tầm nhìn. Double kill Trinh, Hào Đồng đưa Trinh về nhưng bên này đẩy tiếp đến về phía đội Fabric. Nào, đối phương càng đẩy vào thì càng càng và những đồng đội của mình sẽ giữ lại quả spam như nào đây. Vị trí nobody đã lộ, càng càng đặt căn tâm mình để spam. Càng càng spam một Hào Đồng và nobody cũng thế. Đà Vai đổi mạng nobody thành công, chỉ còn đó là tình 2-3 thôi. Hào Đồng hạ gục được con nghe rồi. Đà Vai một mình chống mafia, đưa về là 1-1. Càng càng ở đâu dài Đà Vai gặp nào. Đà Vai đó là mạng của Đà Vai nhưng thời gian là không đủ. Được chặn, có một cú quét nhưng thông tin này vẫn chưa có giúp cho bên phía đội EDG gạo ông Myfix. Chính có mạng của Hào Đồng. Súng mới đã có thời gian cận kề. Triple kill Trinh Đà Vai về tới đây. Flawless win của bên phía đội Vaporex. À, Hào Đồng có ngồi làm nhiều mạng nhưng Hào Đồng cũng chỉ làm được có một mà thôi. Nobody cũng thế. Myfix đi rồi và Spy được hạ thành công. Hào Đồng không có quan kill. Ở đây Something có một góc đẹp. Something đổi một rồi. Something muốn tìm kiếm mạng nữa. Nhưng đó là một kết thúc của Forsaken, không sao cả. Có mãi không, không quan trọng. Chiến thắng mới là cái thứ mà Fabric cần. Smokey hạ gục Something. Liệu đưa về là ai bên ai. Lộ vị trí đến Forsaken nhưng Forsaken mất kịp có một. Và thậm chí là có cả đôi. Nhưng tại B lần này chỉ có đúng một người thôi. Nobody đang phải bỏ vị trí vạch. Nằm xuống, đậm xuống quyển Trinh. Hào Đồng đổi một lại spam trên người. Nhưng lần này Trinh đã trả thù được cho người đồng đội của mình. Spam rất nhiều, Trinh chặn tường.
Đà Vai đã tạo tiếng đặt fake, đối phương đang bị thu hút, vẫn đang chờ đồng cơ hội đấu súng đến từ mình. Người Drake đẩy thẳng ra triple kill, quan trọng kill ấy cho Jing. Cố gắng bết đối phương, lao vào phố, Jing thắng được càng càng rồi. Chợt không có tác dụng, something tìm thấy ảo đồng, đối phương quá yếu, chi chu kill qua, chi chu chưa cần nằm. Vì đã có triple kill something, đây là quan trọng kill cho something. Ngồi xuống. Vẫn đang chờ Smoky, không thể nào biết những người phía bên ngoài đang tới đâu rồi. Tường lại được tắt xuống, cơ hội nhưng Smoky bỏ lỡ. Đó là triple kill của Forsaken và Matchboy trong bay break. Something có điểm mà không còn cố gắng rủi đi, anh ta có được cho mình cơ hội. Trinh làm đôi, càng càng đổi mạng Something. Trinh đã về, mang theo quả lửa. Và bây giờ thì toàn quá đẹp, càng càng không thể chạy được trong pha này. Triple kill của Trinh. Body, nhưng nếu Body không có mắt, Something nhảy vào Smoky hàng được một người. Triple kill Smoky, chi chung có ba. Càng càng thổi bay Something. Forsaken cô đồng, một đầu bốn. Forsaken đổi một. Có Vendor đến từ vị trí của 4Second, vẫn là một Vespa. Mắt quỷ không có thông tin, nhưng 4Second đang cần vài sinh người để ta đẩy ra. Triple kill là tất cả 14 điều. Cho hết một bầy một anh. Something bị lộ vị trí, Smokey có mạng. Double kill Smokey, Hào Đông gặp khó. Và bây giờ đi Hào Đông, không được rồi. 4Second có mạng, càng càng về cover nhưng không được. Hai người còn lại đến từ bên phía đội hình IDG là Chi Chung. Nobody có chiêu cuối nên Forsaken đã được sử dụng. Và đây là cặp chân, cần phải vào nhanh đến từ bên phía đội hình IDG. Họ chờ hết cái cặp chân này thì rất khó để retake, vì bên phía đội hình Vaporex sẽ được quyền vào những vị trí đẹp. Có một cái snake bite để ngăn cản những tình huống bắn aggressive đến từ bên phía đội hình Vaporex. Nhưng cơ hội IDG còn lại thực sự không nhiều. Và phát đến từ Jing, nó quá đẹp. Chi Chung hạ không được Jing rồi. Hai vs 2, Forsaken gần, đến cả Avai đang bắn kẹp từ Linh. Bộ đôi bên phía đội hình IDG sẽ phải vào mọi giá trong pha này. Thêm một ma, quan trọng kill chiến thắng 16-14 được Vaporex.